Nhanh. Đi nhặt rau đấy à? Đi. Đi. À, đúng rồi. Nấu ăn đi lên, đi lại nấu ăn. Nhanh lên. Hả? Đi à? Anh bán một cánh mà. Tôm ăn không khô. Nào, đi, đi ngồi đi. Ngồi đây. Đây, hai con nhặt vào đây cho con. Đây. Con ba chỉ nữa này. Đấy. Con cái này con bên bè đi, chín cái này này, con bên bè cái non này này. Ờ, đúng rồi, anh xúc cái đấy. Bi nào, Bi bên nhà đâu? Ờ, để rau dài tí, nên đoạn này bạn đừng ăn này. Cái đấy Bi ăn rau sống à, không ai được nó nhá. Nào. Thì bẻ thì bẻ đi. Ờ, đúng rồi. Bẻ cái mấy cái lá, vài cái lá. Nhắn. Đi nhặt rau đấy à? Đi. Đi. À, đúng rồi. Đấy, mình nhặt à. Đừng nhặt hết con, chưa bay cái lá già đừng lấy gốc đấy. Thôi để bạn để bạn chiên thì là mình nhặt à? Đi nhặt đây này, nhặt thế này này, nhặt thì đâu? Đấy, hả? Không phải nhặt này, đấy nhặt cái này này, nhá, yeah, ok, rồi đúng rồi. Con nhặt cái lá đấy à? Đi bên nhà chưa? Hả? Đi bên nhà chưa nào? Bán nó bàn nào. Hãy con chơi đi. Ngon tuyệt vời. Yeah.
cầu với anh Kiki nè. Đi cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Rồi, của Bi đây nè, canh của Bi đây nè. Canh gì đây ba? Canh này là canh tôm. Nhưng mà đâu lại là một tươi. Ok à, một mình đây. Không đang à, này, hai con ăn sườn đây này. Này, sườn nó là một số sườn này. Bà cắt được không? Bà cắt đi nhá. Không, ăn rồi. Đây là Bi này. Ăn sườn đó. Con ăn gì? Để cho con nước sốt cho con nhé. Để bắt cắt sườn. Chị bắn nhanh đấy nhở, ngay chị bắn tốt đấy nhở. Bi ăn nhanh đấy. Chị ta ăn đồ kịp chín được, chị bắn xong rồi. Thôi, đi thử nào vậy đấy. Đúng rồi, cánh nào. Đây, ừ. Đây, còn mấy thử nào vậy đấy. Nó sùn đấy, đi bắt lấy. Ừ. Biết cơm miếng tới.
Cái cút cút nào. Ừ. Chuẩn nhá. Cảm ơn con. Ừ. Nói chưa? Ừ. Làm bát lấy canh nhỉ. Canh nhỉ. Đường bốc. Ừ. 3 gram nữa, 3 gram nữa. Ừ, sụt xuống con trừ lại đi. Ừ. Bình tĩnh, ngồi em ăn nước miếng đấy, ăn nước miếng đấy, ăn nước miếng đấy. Bình tĩnh nào, bình tĩnh. Nho này. Chị bánh trái cây này. Đi ăn hôm nay ăn hơi nhiều đấy nhá. Chị bắt xong chưa? Con bé em đi chơi đi. Đi sao chị biết? Nó quá rồi đi ạ. Cái bụng no này. Nó ơi là no.